Rồi chào anh em nha, tiếp tục rã phụ tùng tiếp nha anh em. Rã phụ tùng ba cục máy Honda Custom 54 số có đời nha anh em. Máy rã xe kho Honda Xa Băng là địa Nhật về nha. Rã ba cục máy phụ tùng, anh em cần món nào alo em nha. 0933996332 nha anh em. Tất cả máy sơn xin toàn bộ, nguyên zin, đầu nồi chưa rớt nha. Hôm nay rã ba cục thì mình báo giá sơ sơ cho anh em ha. Đầu lòng dên 1.3 triệu, bộ số 1.1 triệu, phụ đề 400, bộ lửa thì dao động từ 1.1 triệu đến 1.7 triệu thì xấu đẹp. Bộ nồi luôn cần muỗng đầy đủ là 700, cặp lóc thì 500, full bộ máy đồ dụng cần tăng cam, ti tăng cam đầy đủ 300 đó, sơ sơ vậy nha anh em. Rồi sau khi rã phụ tùng ra, bây giờ mình sẽ báo giá chi tiết cho anh em ha. Thì trong thời gian hồi sáng giờ mình rã thì có nhiều khách á, ghé người ta cũng đã mua được một mớ rồi. Thì bây giờ thì còn bao nhiêu thì mình sẽ up lên bao nhiêu ha. Đây là mình rã ra ba cục máy Honda Custom nội địa Nhật giờ thì mình rã ra đồ món hết. Bây giờ mình sẽ báo giá phụ tùng chi tiết cho anh em xem ha. Đây nồi nha anh em. Tất cả là nồi mới ken xe ben, tình trạng là mới, rất là mới. Hai bộ nồi này mình bán cho anh em giá một bộ nồi vậy là 700.000 một bộ, bao gồm là full bộ nồi trước nè, cặp nhông hú nè, cần muỗng ba chia đầy đủ hết nha. Nồi bao đẹp bao ken nha anh em. Đó, bộ nồi này mình bán một bộ này là 700.000 nha, bao im bao không giọng hú. Đó, nồi cực đẹp, full trần muỗng ốc tán đầy đủ nha. Đó, hai bộ nồi. Đó, mình rã ra bán phụ tùng thì sẽ có giá phụ tùng nha anh em. Đó, full bộ số, full bộ số bao đẹp bao còn lông mèo luôn nha anh em. Đó, không lỗi lầm, full bộ số luôn, hai cốt 1.1 triệu nha anh em. Anh em vô 67 cúp đồ này kia đi máy lớn rất là ok nha. Bộ đồ dụng nha anh em, bộ đồ dụng là full cần tăng cam, ống sáo, ốc, rồi than đà, than báo mo, đồ bát chặn đồ này kia, nói chung là full bộ ốc máy đồ dụng, full một bộ vậy mình bán cho anh em với giá là 300.000 bộ nha anh em. Full bộ ốc đồ dụng. Đó, đây ba bộ. Đó, bánh lòng đồ này kia các kiểu, bánh chặn sinh cam, một cao su này kia các kiểu, một bộ vậy là 300.000. Củ đời bao đẹp bao mạnh bao im 400.000 củ nha anh em. Củ đời luôn dây nha, luôn dây full đầu nồng dên, tặng cho anh em bộ đũa ốc đầy đủ nha. Đó, còn hai bộ, ba anh em là đầu nồng là mới xanh, bích tông là lưng bích tông là còn y nguyên luôn, bao im bao không khói, dên thì bao anh em là mới chát, tay không rơ lắc. Đó, full bộ đầu lòng dên tặng cho anh em bộ đũa luôn, 1.3 triệu một bộ nha anh em, 1.3 triệu một bộ. Đó, full cặp lóc, full cặp lóc có luôn bơm nhớn nha anh em, tặng luôn anh em cái nắp chặn nhớn này á, lóc này mình bán 500 cặp nha anh em. Đó, 500 cặp ba anh em là lóc đẹp, không sơ mi không tung ren, tại vì lóc này rã máy lần đầu nên đừng có chuyện mà kiếm sơ mi hay tung ren cũng không có đâu nha anh em. Đó, mình bán 500 cặp nha, lóc bao đẹp, lóc là không thể chơi chỗ nào được luôn nha anh em. Lóc ba cặp rồi. Bộ qua lăng mâm điện thì nay còn ba bộ, ba bộ này là cực đẹp luôn nha anh em, tất cả là lóc sơn xi zin toàn bộ. Mình bán một bộ qua lăng mâm điện luôn ba nắp thì giá là 1.6 triệu một bộ nha anh em, 1.6 triệu một bộ, tất cả là đẹp ken hết. Bộ qua lăng mâm điện này, ba bộ này mình bán 1.6 triệu một bộ nha. Mấy bộ này là qua lăng mâm điện là mới chát luôn. Cái thằng qua lăng mâm điện, thằng kích tâm 50 này chạy đã lắm nha anh em. Nó là kích dài nè, kích 20 ly FT gần luôn, chạy rất là đã. Ba bộ này là mới chát luôn, ba anh em là đẹp không lỗi lầm nha, lăng mâm điện mới tinh. Mình bán full ba nắp luôn nha anh em, full ba nắp luôn nha, bán full trọn ba nắp vậy hết cho anh em về dễ xài. Đó, còn bình thường anh em đi mua bộ qua lăng mâm điện không, người ta bán cũng phải 1.5 triệu rồi, mình bán full bộ ba nắp luôn, luôn nắp cá, cái nắp cá luôn anh em về anh em xài thoải mái, giá rẻ luôn, chỉ có 1.6 triệu thôi. Cái nắp cá này nè anh em đi mua cũng 200.000 nha anh em.
mấy bộ 35 âm điện này anh em về vô đi thái lửa hai cục là hết bài. Tất cả đẹp keng nha anh em. Bộ 35 âm điện là đẹp keng. Mới chát. Ok anh em. Rồi, có giá phụ tùng rồi đó, anh em cần món nào alo mình nha. Nồi 700, số 1 triệu mốt, bộ đồ dụng 300, ủ đề 400, bộ lửa luôn full 3 nắp là 1 triệu mốt, cặp lốc là 500, full đầu lòng dên tặng đũa 1 triệu 3. Đó, hàng đẹp, bao chuẩn, bao xài cho anh em.